Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn vừa đến thăm và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận và trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021. Theo đó, Liên đoàn Lao động quận đến thăm, động viên và trao tặng lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại hai chốt kiểm soát dịch liên ngành thuộc địa bàn quận, gồm chốt dự án tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay, tuyến đường Trường Sa, chốt điểm cuối tuyến đường Trần Đại Nghĩa, mỗi chốt 10 triệu đồng, đồng thời đến nhà trực tiếp thăm hỏi và trao hỗ trợ đối với 3 trường hợp đoàn viên là đối tượng F1 đã hoàn thành cách ly, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng, 75 trường hợp người lao động có mức thu nhập dưới 1,5 triệu đồng một tháng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với mức hỗ trợ tương ứng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một người.